Thiên Hà Limousine, sang trọng và khác biệt. Xe khách Thiên Hà xây dựng trên nền xe Chacomeco 42 chỗ, trang thiết bị nhập khẩu do Hyundai sản xuất. Xe được đơn vị Dika Limousine là đơn vị nổi tiếng chuyên lắp đặt, có trang thiết bị hiện đại dành cho xe cao cấp, lắp đặt 20 phòng riêng biệt. Xe được trang bị tất cả các thiết bị an toàn mới nhất, chất lượng nhất như hệ thống cảm biến khoảng cách, cảnh báo an toàn, cảnh báo va chạm, có trình điều hướng dẫn đường, định vị GPS và hướng dẫn tốc độ cho phép theo từng khu vực, vị trí trên suốt hành trình. Xe Thiên Hà Limousine có 20 phòng, trong đó có 2 phòng đôi. Kích thước các phòng tầng 1 là 1,75m, các phòng tầng 2 là 1,85m. Kích thước ngang giường là 90cm. Trong mỗi phòng được trang bị nhiều thiết bị nghe nhìn hiện đại. Trên màn hình TV LED 27 inch, hành khách có thể sử dụng remote điều khiển dễ dàng để tự chọn nội dung xem phim chế độ Full HD với hơn 3.000 bộ phim, nghe nhạc với 10.000 bài hát được yêu thích, được cập nhật liên tục qua hệ thống mạng. Xe được trang bị tai nghe Sony để khách hàng có thể trải nghiệm âm thanh chân thực và chất lượng nhất. Mỗi phòng được thiết kế riêng biệt, có rèm cứng ngăn cách với lối đi lại, có rèm che chắn nắng và được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Hệ thống giường có tính năng massage 5D, công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng chuyến đi cũng như tạo cảm giác thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Bên cạnh đó, giường massage có thể điều chỉnh tư thế nằm thẳng như giường bình thường của khách hàng tại nhà. Khách hàng có thể tự điều chỉnh hệ thống massage với nhiều tính năng ưu việt, có thể hẹn giờ tự động. Hành lang xe có hệ thống chiếu sáng riêng. Hệ thống chiếu sáng trên xe được trang bị riêng biệt, gồm có đèn chiếu trần, đèn chiếu khu vực để đồ, đèn chiếu sáng đọc tài liệu. Trong phòng có tủ để đồ riêng, để giày, để bình nước uống, để đồ ăn nhẹ. Xe có bàn làm việc riêng được gấp gọn vào bên thành xe và được mở ra dễ dàng để đặt laptop hoặc sử dụng để làm bàn ăn nhẹ. Xe có trang bị cổng sạc thiết bị điện tử với nguồn ra 1A và 2.1A chuẩn quốc tế, phù hợp với tất cả các thiết bị. Trong từng phòng có búa thoát hiểm tiêu chuẩn, có thể sử dụng khi cần thiết theo quy định. Hệ thống điều hòa được lắp đặt riêng từng phòng, hành khách có thể tự điều chỉnh lượng gió, hướng gió, tắt, bật tùy thích. Trong xe có quầy bar phục vụ nhu cầu đồ uống, ăn nhẹ của hành khách. Hệ thống bình nước nóng lạnh cũng được trang bị để phục vụ các nhu cầu khác. Thiên Hà Limousine với 10 đầu xe chất lượng 5 sao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, mang đến cho bạn những trải nghiệm thực sự đẳng cấp. Thiên Hà Limousine, sang trọng và khác biệt.
trông. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới. Không gì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Xin tôi, xin kiếp luôn rộng xa, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao. Tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận người mau thôi. Mình quên cả nhân tình, từ đây thương áo
trả lời thư sinh chốn kinh thành. Mình quên cá nhân tình từ đây thương áo nhà binh. Đêm nghe đàn thu vụt xoay thấy lắm phù phàng mường tiền.
quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa chân gian, gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn. Đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi khoan buồn thương dòng lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Đừng nhìn nhau
để thôi cay cạnh nhìn nhau một thể. Tôi vẫn còn nghèo, tôi còn nghèo lắm em ơi. Biết lấy tiền đâu mà lo cưới em bây giờ.
về bên gác nhau không hẹn đến nơi nào. Ngày có sao mình không trách người, mình không trách mừng đời đổi thay như màu áo. Không phải tại em, không phải tại anh, không phải tại anh, cũng không phải tại sau
tay trắng trong kiếp nghèo, nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta. Kiếp sống cơ hàn hỏi bên ta đang còn chung tình vật đôi sao rồi em vội quên. Sau khi nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời, thế nhưng nghèo chẳng một ai, ai muốn giật chia bao buồn vui. Đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phù phàng, nghèo mà có tình cao quý tình cờ. Sân ga vẫn thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau không hẹn hò. Hồi tàu vang lên sẽ hoàn đêm. Giờ ngày mai
tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người, ngày mùng tôi đứng trong anh, đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao tôi bước bước đi chúa cây lắng nghe tôi về một mình, bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu, tình yêu là mong thành bọt đều và mây khói, tàu đêm vẫn âm u mang người tình.
tôi hai người cách biệt nỗi chung. Tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè.
tình ngày nào tôi yêu lắm khi viết thư thăm gọi. Giờ làm vợ hiền thương nên đời tôi nhiều nỗi phiền, nhưng đêm trong trời buồn tôi chợt nghe thương nhớ nên không quên nguyện cầu quê mẹ mình khổ đau chinh chiến quá mau để người thương. Hãy
trượt chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng hơn là. Tại sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường tôi còn chiều nay. Xa quá người thì ngọt ngào, vòng tay ấm đôi mắt nhìn đau. Nhưng theo sức đang còn say mộng, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Trên đất này chưa xuất tất cả, có lúc nào mỗi khi tâm trọng sống đồng thời cùng tôi. Mỗi phép kiểm tra đồng thời cho tôi ngoài bất mắc như sau của tôi bị chết người. Mỗi phép nào có đầu dưới hầm tầm tôi hết trong tay. Không mỗi phép đi làm được mỗi khi hầm tôi hôm nay. Không mỗi đời xin mỗi phép đi làm được mỗi khi hầm tôi hôm nay. Trên tâm trọng đã đầu thật. Hẹn gặp lại các kiểm trí như sau. Mỗi phép đầu thế nào xưa thì là thầy bốc sinh dần. Thương quá là thương, kỷ niệm thật nhiều. Và yêu quá là yêu, áo màu chiều hèn hò. Phường đó nếu bây giờ mưa gió nhiều, đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về. Đọc thư em hay hờn hay dỗi, trách tôi yêu tay súng hơn là. Tại sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang. Xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thật đậm đà. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về. Thank you.